Thứ năm ngày 18 tháng 5 2023, Airwan kính chúc quý anh chị có một ngày làm việc vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Sở hữu khung sườn BMW nè, còn đường chỉ luôn. Còn xe nè quý anh chị, còi à, vậy thì tay cũng còn siêu luôn nè quý anh chị. Kể cả nút start stop vẫn còn siêu luôn. Màn hình cũng có siêu luôn. Quý anh chị thấy không, ba vạn mà như là 3.000 cây vậy. Đây là một trong những chi tiết cực kỳ tinh tế đối với những chị em phụ nữ ha. Hello, xin chào quý anh chị đã trở lại với siêu thị ô tô Hà Nội và lại là em Quang Béo đây. Thì em Quang Béo đang có mặt tại siêu thị ô tô Hà Nội, địa chỉ 389 quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Cách khoảng 1 km bến xe miền Đông đi lại thôi. Và bên kia là gara ô tô Hà Nội, thì tất cả các xe bên em Quang bán ra sẽ cam kết với quý anh chị là không tai nạn, không cứng đụng, không ngập nước và động cơ hộp số nguyên zin. Bảo hành lên tới 12 tháng 20.000 cây, cam kết bằng văn bản đầy đủ hết. Nên quý anh chị cứ yên tâm mua xe tại siêu thị ô tô Hà Nội. Và hôm nay như thường lệ em Quang Béo sẽ báo giá cho quý anh chị tất cả các xe 7 chỗ máy xăng. Nếu quý anh chị không thích máy dầu thì em Quang đang có rất là nhiều xe 7 chỗ máy xăng giới thiệu cho quý anh chị luôn. Và hôm nay chúng ta sẽ có hai con xe cũng mới về như là quý anh chị cũng đang xem ở đây ha. Nhưng mà em Quang sẽ bật mí cuối video ngày hôm nay. Rồi em Quang mời quý anh chị cùng vào bên trong showroom để cùng em Quang xem một vài con xe máy xăng 7 chỗ đi. Hôm nay 7 chỗ không thôi, 7 chỗ máy xăng thôi, không có quay máy dầu nha quý anh chị. Đây thì đầu tiên một mẫu xe là đến từ đất nước Việt Nam. Quý anh chị đã đoán được xe gì chưa? Chắc chắn là một con xe cũng rất là đình đám khi xe được sở hữu khung sườn BMW nè, động cơ N20 của BMW luôn nè, mà ngoài ra xe được sở hữu nước sơn màu đỏ nữa thì rất là đẹp rồi, không cần phải bàn cãi vì đây là một trong những cái màu cực kỳ đẹp của mẫu xe này ha. Đây chính là VinFast Lux Ace bản bay, sản xuất 2022 và odo chỉ mới có 4.000 cây thôi, không khác gì một con xe lấy trong hãng ra. Và con này là bản base, và bên em Quang vừa mới về một con bản premium nữa. Thì nếu quý anh chị đang có nhu cầu quan tâm con bay hay là con premium thì cứ đến ngay siêu thị ô tô Hà Nội. Và cả hai mẫu xe này đều được bên em Quang cam kết đầy đủ chất lượng, không tai nạn, không cứng đụng, không ngập nước đó. Và cái con bản premium kia thì hiện tại xe đang được dọn, chưa có lên showroom nha. Và con xe này hiện tại đang được em Quang Béo bán giá là 886 triệu nha quý anh chị. Lâu quá em đọc giá quên, quý anh chị thông cảm cho em Quang nha. Xe thì rất là mới, 4.000 cây thì không khác gì con xe lấy trong hãng ra rồi. Quý anh chị mua cái con xe này, em Quang nói thật là ngày xưa quý anh chị mua con này là giá phải đâu đó hơn 1 tỷ lăn bánh. Đó, mâm lốp còn rất là đẹp luôn. Lớp này là 4 lớp zin theo xe hết luôn nha quý anh chị. Lớp Michelin đàng hoàng hết luôn. Đó, rất là ok ha. Rồi, thôi để không mất dài dòng, tại những cái con xe này em Quang cũng đã quay rồi. Thì nếu mà quý anh chị mà có muốn xem chi tiết thì cứ lên kênh siêu thị ô tô Hà Nội hoặc là lên TikTok để xem ha. Rồi, ở đây Peugeot thì em Quang đang còn rất là nhiều luôn. Em Quang sẽ nói sơ qua thôi. Một con màu trắng nè, một con màu đen nè, một con màu đỏ nè, và một con màu xanh lá cây, và có cả form mới nữa. 5008 7 chỗ, bản GT Line, bản full, ghế máy xa đầy đủ hết luôn. Con xe này thì là sản xuất 2019 và đang được bên em Quang Béo bán với một cái mức giá cũng khá là ok, chỉ có khoảng 800 mấy rồi, để em Quang kiểm tra lại giá cho quý anh chị ha. Và con xe này thì odo khoảng 5 vạn, đang được siêu thị ô tô Hà Nội chào bán với mức giá là 845 triệu. Đây cũng là một trong những mẫu xe đến từ nước Pháp, được thiết kế tiêu chuẩn châu Âu, chạy cực kỳ an toàn luôn. Có cả cửa sổ trời panorama và đặc biệt là có ghế máy xa nha quý anh chị. Và con xe này như em Quang nhớ là biển số rất là đẹp ha, 5678 là một con số tiến, không có số lùi nha. Rồi, đây, mời comment qua giùm em Quang bên đây luôn. Màu đen thì em Quang sẽ đọc giá nhanh cho quý anh chị để chúng ta cùng bước vào nhân vật chính nha. Con này thì là sản xuất 2021 và đang được siêu thị ô tô Hà Nội chào bán với mức giá là 955 triệu thôi. Odo khoảng 27.000 cây, nước sơn còn khá là mới. Con này thì em Quang bao nước sơn cho quý anh chị luôn là còn hơn 95% nước sơn zin nha. Đó, xe thì rất là ok. Biển số 70 em Quang sẽ bao đút góc cho quý anh chị luôn. Thì quý anh chị mua xe sẽ yên tâm về cái phần hồ sơ góc của xe, đi đăng ký thoải mái ha. Rồi thôi, em Quang mời quý anh chị vào bên trong đi. Để camera đứng ở ngoài nắng thì cũng tội cameraman quá. Rồi đây, màu đỏ, chứng tỏ anh yêu em. Những anh nào mà yêu vợ mình thì nên sở hữu con xe này, mua tặng vợ,
cho dịp một tới tháng 6 này cũng rất là ok ha. Một tới tháng 6 là quốc tế thiếu nhi đó, mua tặng vợ là hết bài luôn. Con này là sản xuất 2020 và đang được siêu thị ô tô Hà Nội chào bán với mức giá là 915 triệu nha quý anh chị. 915 triệu, ô đôi thì chỉ mới có 3 vạn thôi, rất là ok ha. Riêng trừ VinFast ra, đối với những cái con xe nãy giờ mà em Quang giới thiệu với lại quý anh chị thì đều hỗ trợ ngân hàng lên tới 70%. Trong 5 năm lãi suất ưu đãi khoảng 12.5 đầy đủ hết. Cam kết bằng văn bản, không tai nạn, không cứng đụng, không ngập nước, động cơ số nguyên zin. Xe đầy đủ hai chìa khóa, đồ nghề đầy đủ, bánh sơ cua đầy đủ luôn, không thiếu một cái gì ha. Nếu như thiếu thì bên em Quang sẽ bổ sung cho quý anh chị. Rồi, những mẫu xe nãy giờ em Quang giới thiệu với quý anh chị là những con form nó hơi cũ một tí, thì em Quang có một con form mới hơn. Đây, răng nanh nha quý anh chị, năm 2008, sản xuất 2022 và đang được siêu thị ô tô Hà Nội chào bán với mức giá là 1 tỷ 118 triệu nha quý anh chị. Con xe này thì odo chỉ mới 9.000 cây thôi, là một trong những con xe là chưa rô đai xong tại siêu thị ô tô Hà Nội và cực kỳ đẹp luôn, nước sơn zin 100% ha. Và ở đây thì quý anh chị cũng có thể thấy là xe được sở hữu biển số thành phố nè. Quý anh chị mua mẫu xe này thì sẽ tiết kiệm được 20 triệu tiền biển khi sang tên về thành phố cũng như là về Hà Nội nha. Rồi ok, nhắc tới Hà Nội thì em Quang cũng nói luôn, tất cả các xe ở đây anh chị cứ yên tâm, nếu anh chị ở vùng xa bên em Quang sẵn sàng gọi là ship tới cho quý anh chị, hỗ trợ ship luôn. Anh chị cứ ưng con xe này, làm giá cả xong hết, đặt cọc là em Quang cho xe đi thôi nha. Anh chị cứ tới kiểm tra xe thoải mái, nếu xe có vấn đề gì không đúng như bên em Quang cam kết thì em Quang sẽ hoàn trả tiền cọc lại cho quý anh chị ha. Rồi thì xen kẽ với đó thì có một con Peugeot đằng sau, nhưng mà em Quang sẽ nói với cái con này trước đi. Con này là Hyundai Santa Fe, máy xăng bản premium màu bạc. Màu bạc này thì quý anh chị cứ yên tâm là rất là thích hợp cho những anh em nào mà mệnh kim nè, rất là ok ha. Đó, con xe này hiện tại đang được siêu thị ô tô Hà Nội chào bán với mức giá là 1 tỷ 068 triệu. Sản xuất năm 2021 và đang odo thì chỉ mới có 23.000 cây thôi, là một trong những cái con số cũng gọi là chưa nhầm nhò gì đối với Hyundai ha. Nước sơn thì rất là đẹp, chạy 2 vạn nhưng mà quý anh chị dùm nước sơn đi. Đó, rất là bóng lưỡng ha. Rồi mâm lốp nè, đó rất là đẹp luôn, không khác gì là những cái mâm lốp ở trong hãng mới lấy ra. À quên, mâm đó mâm hãng mà, sorry quý anh chị ha. Rồi, con xe này hiện tại thì cũng được mang biển số thành phố luôn, cũng như con kia quý anh chị sẽ tiết kiệm được 20 triệu tiền biển khi sang tên về Sài Gòn cũng như là về Hà Nội nha. Và mâm lốp nè, đồ nghề nè, hai chìa khóa nè, bên em Quang luôn luôn đầy đủ cho quý anh chị cứ yên tâm khi mua xe tại siêu thị ô tô Hà Nội. Và em Quang xin nhắc lại, Hyundai Santa Fe máy xăng bản premium sản xuất 2021 và đang được siêu thị ô tô Hà Nội chào bán với mức giá là 1 tỷ 068 triệu, odo chỉ mới có 23.000 cây thôi. Rất là đẹp ha, nước sơn còn khá là mới, hơn 95% nước sơn zin luôn. Đó, và những cái mẫu xe này quý anh chị cứ yên tâm, nếu như mà ưng cứ đến ngay siêu thị ô tô Hà Nội, bên em Quang sẽ còn một cái mức giá ưu đãi tốt hơn cho quý anh chị. Nếu như quý anh chị đã lỡ chót yêu những cái mẫu xe ngày hôm nay ha. Rồi, em Quang lại tiếp tục mời quý anh chị đây. Mình lại quay về lại nước Pháp đi, và đây cũng là một trong những con xe cuối cùng tại siêu thị ô tô Hà Nội. Peugeot 508 sản xuất 2018 ha, đến từ nước Pháp luôn. Đó, năm con Peugeot nãy giờ qua giới thiệu với quý anh chị và đây là con cuối cùng. Nếu những cái con kia quý anh chị cảm thấy là cái giá nó hơi cao một tí, hơi quá tài chính của mình, thì em Quang có con này giá cũng rất là ok, giá nằm dưới hàng 8 nha quý anh chị. Con này hiện tại đang được siêu thị ô tô Hà Nội chào bán với mức giá là 795 triệu thôi, một cái con số rất là khá dễ sở hữu cái mẫu xe này ha. Và sản xuất 2018 thì quý anh chị cứ yên tâm về cái vấn đề gọi là vớt góp ngân hàng 70% 5 năm, lãi suất ưu đãi 12.5 rồi, vẫn đủ điều kiện để làm ngân hàng ha. Quý anh chị chỉ cần cam kết giúp em quay một điều thôi là không bị nợ xấu. Con này thì odo mới có 67.000 cây thôi, 28 mà odo 67.000 cây thì tính ra một năm chạy cũng chưa tới 10.000 nha quý anh chị, một năm chạy chưa tới 10.000 luôn. Đó, con này thì cũng được chủ người ta lên mâm Rolls Royce, không phải mâm kiểu Rolls Royce thôi. Cái cục logo này sẽ đứng yên ha, khi mà bánh xe quay thì cái cục logo này sẽ đứng yên. Và đây là thông số kích thước chuẩn của trong đăng kiểm, nên quý anh chị cứ yên tâm về cái vấn đề đi đăng kiểm cái mâm này ha. Cái kiểu nó khác thôi nhưng mà thông số vẫn chuẩn như trong đăng kiểm, thì quý anh chị đi đăng kiểm thoải mái luôn, không cần phải lo về cái vấn đề là không đăng kiểm được nha. Và đây cũng là bản full có ghế massage. Em quay xin nhắc lại, đây là Peugeot 508 sản xuất 2018, odo 67.000 cây, bản full. Đó, đang được siêu thị ô tô Hà Nội chào bán với mức giá là 795 triệu thôi. Rất là ok và rất là dễ dàng để chạm được tới ước mơ, đúng không quý anh chị? Rồi, em quay lại mời quý anh chị đi theo em Quang ha.
Nếu như mà quý anh chị mệnh kim mà lại kiểu như là mình không có một chút tình cảm gì với màu bạc á, thì em quay có màu trắng luôn cho quý anh chị luôn. Nhưng mà con này thì nó sẽ hơi thiếu hơn con kia một tí. Con này là bản đặc biệt nha, con kia bản premium nhưng con này là bản đặc biệt, sản xuất 2021 luôn và đang được siêu thị ô tô Hà Nội chào bán với mức giá là 1 tỷ 050 triệu. Và con xe này chiếc xe rất là đẹp ha, tuy là bản đặc biệt nhưng mà đồ chơi rất là đầy đủ, không thiếu nhiều so với con kia ha. Nó sẽ không có tính năng an toàn nè, sẽ không có hút kính nè, nói chung là sẽ cắt những cái tính năng nhỏ nhỏ nhưng mà những cái tính năng đó mình cũng không cần thiết lắm. Con xe này thì là sản xuất 2021 và Odo chỉ mới có đâu đó là khoảng 26.000 cây thôi, cũng là một con số rất là ok ha. Đó, cũng là mâm full luôn, mâm bản premium luôn. Và con xe này thì cũng được chủ người ta trang bị thêm bệ bước nè, rất là dễ dàng cho các bạn nữ mặc váy bước vào bên trong xe. Đó, rất là ok ha. Đây, cho quý anh chị xem sơ nội thất cái đi. Đó, rất là đẹp luôn. Trang bị sàn 5D nè, ghế da thì quý anh chị cứ yên tâm, những cái con xe mà Odo 2 vạn thì ghế da nè, vô lăng nè, cần số nè thì rất là đẹp rồi. Bản đặc biệt nhưng cũng có cả cửa sổ trời panorama. Odo 2 vạn rất rất đẹp. Và em quay cũng xin nhắc lại về cái phần cam kết là cam kết không tai nạn, không cứng đụng, không ngập nước và động cơ hộp số nguyên zin. Bảo hành cho quý anh chị là lên tới 12 tháng 20.000 cây, bằng văn bản đầy đủ hết, phụ tùng phụ kiện đầy đủ luôn. Ốc cửa đây em quay sẽ cho quý anh chị xem ốc cửa luôn, ốc cửa thì rất là đẹp ha. Rồi, phụ tùng phụ kiện đầy đủ hai chìa khóa luôn. Rồi, ok, em quay cũng xin nhắc lại đây là Hyundai Santa Fe máy xăng bản đặc biệt sản xuất 2021. Odo chỉ mới có 26.000 cây thôi, 26.000 cây, giá 1 tỷ 050 triệu và còn một cái mức giá ưu đãi tốt hơn cho quý anh chị khi quý anh chị đến thẳng siêu thị ô tô Hà Nội, địa chỉ 389 quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, cách khoảng 1 km bến xe miền Đông đi lại thôi. Đến và để sở hữu trải nghiệm mẫu xe này nha quý anh chị. Rồi, ok, em quay lại tiếp tục và dẫn dắt anh chị đi xem thêm vài mẫu xe. Hôm nay thì em quay chỉ quay máy xăng thôi, em quay sẽ không quay máy dầu ha. Nên là nhờ trong cái quá trình mà mấy anh chị có thấy những con máy dầu thì quý anh chị bỏ qua cho em quay nha. Em quay sẽ không có quay máy dầu. Đây. À, con này là 5 chỗ rồi. Những con này máy dầu thì là nhiều. Đây, một con xe. Nếu như mà đã nhắc tới 7 chỗ rồi thì quý anh chị cũng không thể nào mà quên một cái mẫu xe đến từ Nhật Bản. Mà có một người em trong cái dòng, người em của dòng xe này gánh cả cái thương hiệu đó luôn. Đây chính là Mitsubishi Outlander nha quý anh chị. Mitsubishi Outlander, đàn anh của Xpander kẻ gồng gánh. Sản xuất 2020 bản 2.0 Premium, sở hữu nước sơn màu đỏ cũng không khác gì cái con Brzo kia. Màu đỏ chứng tỏ anh yêu em. Đó, rất là ok ha. Và hiện tại đang được siêu thị ô tô Hà Nội chào bán với một cái mức giá cũng khá là ok. Con xe này hiện tại là giá chỉ nhỉnh hơn 700 một tí thôi. Giá chỉ có 735 triệu thôi nha quý anh chị. Trong khi đó quý anh chị mua xe mới thì giá, nếu như mà em quay nhớ không lầm là khoảng đâu đó là hơn 800 nha. Hơn 800, gần 900 thì phải. Lăn bánh hết luôn á. Và con xe này là tuy là bản premium nên được trang bị rất là nhiều đồ chơi như là rửa đèn nè, đèn full LED nè, camera 360 nè, rất là ok ha. Và con xe thì được sở hữu biển số Bình Dương. Biển số Bình Dương thì rút góc cũng khá là ok. Rất là, nói chung là nhanh. Nói chung là nó sẽ nhanh hơn không? Những cái tỉnh xa tí là mình sẽ đi vèo cái là ra tới Bình Dương luôn. Và em quay xin nhắc lại, Mitsubishi Outlander sản xuất 2020 và đang được siêu thị ô tô Hà Nội chào bán với mức giá là 735 triệu. Odo thì chỉ mới có là 61.000 cây thôi. Đó, rất là ok. Màu đỏ rất là đẹp. Quý anh chị đừng lo về cái vấn đề Odo ha. 2020 Odo thì nó tính ra một năm chạy cũng chỉ mới có khoảng hơn 10.000 tí thôi quý anh chị. Nhưng mà chiếc xe rất là đẹp ha. Em quay đã kiểm tra rồi, gầm bệ là quý anh chị cứ yên tâm hết. Mâm phay đồ rất là đẹp. Rồi đồ nghề đầy đủ hết. Và em quan xin nhắc lại về cái phần cam kết là không tai nạn, không cứng đụng, không ngập nước và động cơ số nguyên zin. Và tất cả các xe nãy giờ em quan giới thiệu với quý anh chị là đều đang có mặt tại siêu thị ô tô Hà Nội. Đã được dọn xong rồi nha. Lên showroom luôn rồi, lên kệ luôn rồi. Địa chỉ 389 quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Cách khoảng 1 km bến xe miền Đông đi lại thôi và cam kết bằng văn bản đầy đủ cho quý anh chị luôn, không tai nạn, không cứng đụng, không ngập nước và động cơ hộp số nguyên zin, bảo hành cho quý anh chị lên tới 12 tháng 20.000 cây luôn. Rồi, chắc đó cũng là mẫu xe máy xăng 7 chỗ cuối cùng em quay cho quý anh chị ha. Và bây giờ chúng ta sẽ bước tới là
hai nhân vật chính của ngày hôm nay nha quý anh chị. Đây em mời quý anh chị đi ra với em Quang ha. Ồ, một con Sorento. Con này à, hồi xưa bên em Quang bán ra luôn nha. Chỗ người ta dán màu xanh lại giờ rất là ngầu ha, rất là đẹp ha. À, cho quý anh chị xem chỗ này, người ta cũng rất là yêu xe ha. Người ta dán những chú heo à, dễ thương ở trên à, gương chiếu hậu. Rất là dễ thương ha quý anh chị. Xe này là ngày xưa bên em Quang bán ra luôn. Đây là Sorento, máy xăng à, bản à, premium nha. Đó. Rồi ok, nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay Mazda CX-8 màu đỏ, ruby rất là đẹp luôn. Và để em Quang chép lại thông tin cho quý anh chị ha. À, trong quá trình đó mời camera quay sơ một vòng giùm em Quang đi. Mâm thì em Quang thấy là rất là đẹp nè. Ở trong đây là cột A vẫn còn siêu luôn. Mời camera quay giùm em Quang nha. Để em Quang chép lại giá cho quý anh chị luôn. Trong quá trình đó thì em Quang sẽ coi ô đồ cho quý anh chị. Rồi, con xe này thì Odo 3 vạn, nhưng mà 3 vạn này nó lạ lắm. 3 vạn này nó lạ lắm nha quý anh chị. Quý anh chị đợi em quan tí nha. Và như là ở đây thì quý anh chị cũng có thể thấy là xe hiện tại đang gắn mâm dự phòng. Còn cái mâm chính là đang đi vá lại hả các bạn. Xe đó là đã bị một lỗ và bên em quan sẽ xử lý cho quý anh chị luôn. Đó nên quý anh chị cứ yên tâm ha. Thì lớp dự phòng đây, đấy quý anh chị thấy không, cực kỳ tiện lợi. Cái vấn đề mà mình đang đậu xe ở nhà đúng không, mình gỡ cái bánh ra, mình gắn bánh dự phòng vô, mình đem cái bánh kia đi thôi, mình đỡ phải đánh xe đi, đỡ phải mòn lớp phải không quý anh chị. Mình chỉ để ở nhà thôi. Mâm này chưa hạ luôn nè, còn đường chỉ luôn đó, mâm sơ cua chưa hạ luôn. Và đây cũng là tiêu chuẩn an toàn châu Âu ha. Em quay cũng sẽ nhắc về cái vấn đề mâm dự phòng này luôn. Quý anh chị đừng có lo về cái vấn đề gọi là mâm sắt như thế này, bên hãng người ta không có cháo đâu. Tại vì thường thường mà nếu mà đúng là cái mâm sơ cua mà nó đi theo những cái mâm kia á, là một là chủ người ta lên hoặc là chủ người ta mua thêm thôi. Còn đây mới đúng là an toàn châu Âu nè, là người ta sẽ luôn luôn nhắc nhở mình là đi quá cái lớp bị lủng đi, tại vì mình chạy nó sẽ hơi bị nỉa một tí và nó sẽ không đạt được cái tốc độ cao như là cái mâm zin ha. Đó là nhắc nhở các bạn nha, nên các bạn cứ yên tâm về cái mâm sắt như thế này. Rồi để em quay chết lại giá con này cho quý anh chị ha. Màu đỏ nha quý anh chị, màu đỏ rất là đẹp luôn. Con này thì là biển 61. Biển 61 ha, bên Quang, em Quang sẽ bao rút góc cho quý anh chị ha. Mazda CX-8 sản xuất 2022, Odo 3 vạn. Nhưng mà 3 vạn này lạ lắm, mời quý anh chị cùng vào bên trong đây. Mời quý anh chị cùng vào bên trong đây. 3 vạn nhưng mà quý anh chị chắc nghĩ nó không phải 3 vạn đâu. Quý anh chị chắc nghĩ là khoảng 3 ngàn thôi. Dòm nè. Còn xe nè quý anh chị. Rồi à, vậy thì tay cũng còn siêu luôn nè quý anh chị. Kể cả nút start top vẫn còn siêu luôn. Màn hình cũng có siêu luôn. Màn hình siêu luôn quý anh chị. Rồi, đây quay luôn cả bên bệ thì tay của bên tài luôn, cũng có siêu luôn. Quý anh chị thấy không, 3 vạn mà như là 3.000 cây vậy. Nó không khác gì một cái con xe mới lấy trong hãng ra luôn quý anh chị. Và còn mùi mới luôn nha, chạy 3 vạn nhưng mà còn mùi mới luôn. Và chủ người ta rất là kỹ nè, dán những cái miếng này để chúng ta bước vào bước vô không bị chạy xe ha. Và đây là bản thì theo như em Quang đang thấy ở đây là chắc bản này là bản luxury thôi, bản luxury thôi nha quý anh chị, chứ không phải là bản premium nha. Nhưng mà chủ người ta rất là kỹ. Đây, ốc cửa đồ rất là đẹp ha. Đó, bản luxury thì cũng đầy đủ hết rồi. Quý anh chị thông cảm cho em Quang tí ha, đang đứng ngoài nắng thì cũng sẽ hơi đổ mồ hôi tí. Bản luxury thì đầy đủ tính năng hết rồi. Đó, rất là đẹp luôn, đầy đủ hết ha, ghế da nè, đó rất đẹp ha. Chủ người ta rất là kỹ với cái mẫu xe này luôn. Bản luxury nhưng cũng có cả rèm che nắng nữa là quý anh chị. À, quý anh chị, đây là một trong những chi tiết cực kỳ tinh tế đối với những chị em phụ nữ ha. Đã có dán phim cách gì là đã chống tia UV rồi, trang bị thêm một cái rèm như thế này nữa, nó là phải là các chị em cực kỳ yêu thương các chị em luôn. Và em Quang xin nhắc lại, đây là Mazda CX-8 bản luxury sản xuất 2022, Odo 3 vạn nhưng mà chiếc xe như là 3.000 cây vậy á. Đang được siêu thị ô tô Hà Nội chào bán với mức giá là 925 triệu. Bản luxury nha quý anh chị, màu đỏ ruby, mang biển số Bình Dương, và bên em Quang sẽ bao rút góc cho quý anh chị ha. Rồi, mời quý anh chị lại đi một vòng với em Quang xem một vòng nữa thôi. Rồi mình sẽ qua mẫu xe tiếp theo.
Đây, rất là đẹp ha. Mâm thì cũng là mâm bản premium rồi. Nếu như mà mua CX8 thì em quan khuyên thực tình với quý anh chị là, một là quý anh chị mua luxury, hai là mua bản premium thôi. Đừng mua deluxe, dòm cái mâm deluxe rất là xấu. Thật, mâm deluxe rất là xấu ha. Rồi, ok. Đây, đó. Quý anh chị dòm ghế tài đi, rất là đẹp luôn. Chủ người ta là còn siêu hết luôn, là người ta để lại hết. Người ta không có lột cái gì của mình ra hết ha. Người ta còn kỹ, người ta dán thêm một miếng ở đây nữa. Đây trụ A nè. Không, trụ A còn siêu luôn. Màn hình còn siêu, trên bệ tì tay cũng còn siêu luôn. Quý anh chị thấy không? Một, nói chung là mình giờ cái chiếc xe là mình biết là chủ người ta giữ hay không giữ rồi. Đây em Quang sẽ cho quý anh chị xem đằng sau. Và con xe này sở hữu khối động cơ là 2.5. 2.5 nha. 2.5 thì chạy cũng rất là ok. Chạy khá là, nếu mà nói mạnh thì cũng là mạnh rồi, nhưng mà nếu mà nói về tiết kiệm xăng thì chắc là sẽ không tiết kiệm xăng như những con 2.0 đâu. Nếu con này thì mức độ tiêu hao nhiên liệu tầm khoảng đâu đó là, nếu em quay nói đường hỗn hợp đi, hỗn hợp thì tầm khoảng 8 lít nha quý anh chị. Đó, đồn đầy đủ hết luôn, không thiếu một cái gì ha. Và bánh sơ cua hiện tại đang hạ gắn qua bên hông nha. Rồi đây, ốc cớp nè quý anh chị. Rồi còn những cái đường sơn nữa nè, nếu như mà người ta mở cớp nhiều sẽ mất những cái đường sơn mới này ha. Này người ta giữ rất là kỹ ha, những cái đường sơn mới còn luôn, rất là ok ha. Đó, và đây là một trong những dòng mà 7 chỗ cũng rất là cạnh tranh của nhà Mazda, bản Luxury. Và em Quang xin nhắc lại, đây là Mazda CX-8 bản Luxury, sản xuất 2022 Odo, 3 vạn nhưng mà không khác gì 3.000 km hết nha quý anh chị. Đó, rất là đẹp luôn. Đang được siêu thị ô tô Hà Nội chào bán với mức giá là 925 triệu thôi. Cứ đến ngay và sở hữu ngay em Mazda CX-8 này, màu đỏ ruby rất là đẹp ha. Chiếc xe không cần phải bàn cãi rồi. Rồi ok, mẫu xe cuối cùng trong video ngày hôm nay cũng là Mazda CX-8 máy xăng 7 chỗ ha. Tiết kiệm dầu, tiết kiệm dầu nha quý anh chị. Ok, mời comment quay một vòng giùm em quay đi. Em quay chết lại giá. Những con xe này thì những con xe mới về nên em quay cũng chưa có thuộc giá nữa. Quý anh chị thông cảm cho em quay nha. Con này thì để em quay kiểm tra lại giá, hiện tại trên hệ thống chưa có luôn. Trên hệ thống chưa có giá luôn nha quý anh chị. Thì có gì quay sẽ cập nhật cái giá ở ngay đây cho quý anh chị ha. Rồi ok, mời quý anh chị xem sơ một vòng đi. Xe vừa mới về luôn, rất là đẹp. Đó, xe được sơ nút sơn màu trắng. Nếu như quý anh chị không hợp với màu đỏ thì em quay cũng có màu trắng cho quý anh chị luôn. Đó, ghế da đồ rất là đẹp ha. Và con xe này để em quay kiểm tra ô đô cho quý anh chị luôn. Đây để em quay mở đây con xe này thì ô đô cũng 3 vạn luôn, 33.000 cây. Và đây là bản premium nha quý anh chị. Bản premium, bản premium tại sao quay có thể em quay có thể phân biệt được bản premium hay là bản luxury? Đây, đây là những chi tiết mà để em quay phân biệt đây nè. Đầu tiên là xe được sở hữu Labu. Bản luxury sẽ không có Labu ha. Hệ thống giải trí Labu, không có hắt kính luôn quý anh chị. Còn bản premium là sẽ có bài hắt kính nha. Đó, rất là ok ha, đầy đủ hết. Còn hầu như là đều như nhau hết. Xe thì cũng được sở hữu là ghế da nắp ba luôn, rất là ok, có ghi nhớ vị trí ghế lái nè. Đó, đó là một trong những chi tiết mà em Quang có thể phân biệt phiên bản xe này ha. Rồi, đây mời camera quay giùm em Quang ghế đằng sau. Đó, rất đẹp luôn. Có cả bệ bước, rất là dễ dàng cho các chị phụ nữ bước vào bên trong xe. Cũng có rải rèm che nắng nè. Ghế da rất là đẹp ha. Có cả hai ghế đằng sau là có cả sửa ghế luôn. Và dàn lạnh lên tới 3 vùng lạnh độc lập luôn nha quý anh chị. Rất là ok luôn. Đây mời quý anh chị cùng ra đằng sau với em quay. Xe thì con này hình như là bản bản premium đúng rồi quý anh chị. Để em quay này kiểm tra coi còn một cầu hay là hai cầu. Đây đằng sau thì rất là đẹp. Đây ghế đằng sau nè, mình chân dòm là mình biết là chủ người ta giữ hay không giữ nè. Ghế mà ngồi cái ghế đằng sau thôi rất là đẹp rồi. Đây để em quang mở đồ nghề cho quý anh chị xem. Bản premium thì chúng ta sẽ sở hữu thêm một cái âm ly đằng sau nữa, dưới cái chỗ để bánh sơ cua. Đây bánh sơ cua nè, chưa hạ luôn nha quý anh chị. Đồ nghề đầy đủ hết, không thiếu một cái gì luôn. Quý anh chị mua xe bên em quang cứ yên tâm về cái phần đồ nghề bánh sơ cua ha. Còn đây là bộ âm ly của loa nè, Labus. Thì cũng là một trong những món đồ chơi mà rất là ok để cho những anh em mà yêu thích âm thanh giải trí đụng chạm và cũng rất là ok ha. Mình có thể độ thêm một tí điện để cho âm thanh nghe chắc hơn, rất là ok. Đây
ốc nắp cabo nè, sùng chỉ là nguyên zin hết, những cái vết bấm robot nè. Đây mời quý anh chị cùng xem với em Quang ha. Xe bên em Quang bao chất lượng cho quý anh chị luôn. Quý anh chị mua xe bên em Quang thì không cần phải bàn cãi về cái vấn đề gọi là xe bị tai nạn đâm đụng ha. Ok, và theo ý của cameraman thì em Quang sẽ cho quý anh chị xem khoang máy luôn. Nãy giờ những cái con xe nãy giờ em Quang quay cho quý anh chị là chưa có xe nào mở khoang máy cho quý anh chị xem. Thì đây, mở luôn khoang máy của một mẫu xe cho quý anh chị ha. Con này thì vừa mới về thôi, chắc chắn là chưa dọn dẹp vệ sinh rồi. Nhưng mà em Quang sẽ cho quý anh chị xem ốc yết đồ. Đây, quý anh chị thấy ông xe thì rất là đẹp rồi. Ốc chân máy là không cần phải bàn cãi luôn. Ốc chân phuộc nè, những cái vết bấm robot là đầy đủ hết. Ốc nắp cabo nè, đó, sùng chỉ nguyên zin đầy đủ ha. Những cái lỗ tròn không cần phải bàn cãi rồi. Đó, rất là đẹp luôn. Và cái tấm này còn rất là mới luôn nha quý anh chị. Rất là mới luôn. Đó, em Quang bảo hành cho quý anh chị lên tới 12 tháng 20.000 cây và cam kết bằng văn bản đầy đủ hết cho quý anh chị luôn, không tai nạn, không cứng đụng, không ngập nước và động cơ hộp số nguyên zin. Đó, rất là ok ha. Rồi, em Quang xin nhắc lại đây là Mazda CX-8 bản Premium. Để em Quang kiểm tra năm sản xuất luôn, tại xe mới về chưa có thông tin xe. Thường thường mình sẽ coi năm sản xuất ở đây nè. Thường thường là sẽ ghi ở đây, nhưng mà ở đây nó cũng không có ghi luôn quý anh chị ơi. Để em Quang kiểm tra ở bên kia đi, bên đây nó chỉ là thông số lớp thôi, thông số để mình bơm bánh xe thôi. Chắc khả năng là nó nằm bên phía bên kia đấy. Quý anh chị có thể xem hai bên. Đây quá, mời camera quay ở đây nha. Đây thường thường là những cái mẫu xe này nó sẽ đều ghi năm sản xuất hết. Một là nằm bên đây, hai là nằm bên kia thôi. Đây, xe thì năm sản xuất là 2020 nha quý anh chị, bản Premium nha. Đó, rất là ok luôn. Khối lượng khối lượng thể tích nè, rồi tải 7 người nè. Đó, xe nặng bao nhiêu ghi rõ đầy đủ hết luôn. Đó, quý anh chị cứ yên tâm. Con này thì em quay xin nhắc lại, Mazda CX-8 bản Premium 2.5 một cầu, sản xuất 2020 và đang được chào bán với mức giá thì em quay sẽ để ngay đây. Tại xe cũng vừa mới về chưa có giá cả ha. Rồi ok, em quay sẽ nhắc lại con này luôn. Đây là Mazda CX-8 bản Premium, bản Luxury, sản xuất 2022 và đang được siêu thị ô tô Hà Nội chào bán với mức giá là 925 triệu, odo 3 vạn, nhưng mà chức xe như 3.000 cây ha quý anh chị ha. Và lớp dự phòng đầy đủ hết luôn. Xe hiện tại đang được đem đi vá lớp nha. Rồi ok, và chắc em Quang xin nói về Gara Auto Hà Nội. Về Gara Auto Hà Nội là hình ảnh các anh chị đang dòm thấy, tất cả cái xe bên em Quang bán ra là sẽ cam kết cho anh chị là không tai nạn, không cứng đụng, không ngập nước và động cơ hộp số nguyên zin. Cam kết bằng văn bản luôn và bảo hành lên tới 12 tháng 20.000 cây luôn. Nếu quý anh chị mà có nhu cầu, bên em Quang luôn là đủ đạt chuẩn để làm bảo hiểm nè, cũng như là làm bảo dưỡng luôn. Nếu quý anh chị mà có nhu cầu làm bảo dưỡng hay là làm bảo hiểm thì cứ đến ngay Gara Auto Hà Nội bên em Quang ha. Bên em sẽ có một cái mức giá ưu đãi tốt nhất. Quý anh chị chỉ cần nói giúp em Quang là qua Gara Auto Hà Nội, nói là đã xem trên YouTube kênh siêu thị ô tô Hà Nội, nghe Quang Béo nói là vô sẽ còn có mức giá ưu đãi tốt nhất cho quý anh chị ha. Ok, và chắc video hôm nay em Quang quay cho quý anh chị thì cũng sẽ hơi dài rồi, nên chắc em Quang cũng thân kết thúc video tại đây đi. Thì hôm nay là cũng là ngày thứ năm, ngày 18 tháng 5 2023. Em Quang kính chúc quý anh chị có một ngày làm việc vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Và khả năng là video này sẽ up buổi tối, nên em Quang sẽ chúc cho quý anh chị buổi tối ha, là video này sẽ up lúc 7 giờ 30 của tối ngày hôm nay, tối ngày 18. Đó, kính chúc quý anh chị có một buổi tối thật là vui vẻ và mát mẻ bên gia đình. Đó, và làm việc suôn sẻ cho một ngày mới ha. Rồi, hiện tại vì bên em Quang đang còn rất là nhiều loại xe nữa. Nếu quý anh chị đang có nhu cầu quan tâm một cái mẫu xe nào thì cứ để lại thông tin bên dưới. Bên em Quang có xe sẽ gửi full thông tin cho quý anh chị ha. Hay là quý anh chị đang có nhu cầu đổi bán xe cứ đến ngay siêu thị ô tô Hà Nội, bên em Quang sẽ mua cái mức giá cạnh tranh nhất cho quý anh chị. Bởi vì sao? Bởi vì em Quang đang thiếu rất là nhiều xe nha quý anh chị. Đó, cảm ơn quý anh chị rất nhiều. Thì như quý anh chị thấy video này hay cho em Quang xin một like, một share cũng như một lượt đăng ký. Nhớ nhấn vào nút thông báo bên phía bên đây để nhận được những video mới nhất từ siêu thị ô tô Hà Nội. Và đừng quên để lại một phần bình luận đóng góp ý kiến bên dưới để góp ý cho siêu thị ô tô Hà Nội ngày càng một phát triển và cải thiện những cái video sau tốt hơn nha quý anh chị. Rồi, cảm ơn quý anh chị rất nhiều.
Em Quang Béo, hẹn gặp lại quý anh chị ở những video khám phá và nghe giá tiếp theo nha. Bye bye.